Chào các bạn đã quay lại với kênh kỹ thuật của mình. Ở video này, mình sẽ chia sẻ về các chủ đề mà chúng ta cần phải làm ở thời điểm mà cây cam sành của mình đã chuyển lá lụa. Đây, như trên màn hình ha, các bạn thấy là cái cây cam sành của mình nó đã chuyển sang thời điểm là lá lụa rồi. Thì các chúng ta cần làm những cái việc gì trong thời điểm này? Đối với cây cam sành này thì cái phần mà quản lý ghẻ thì mình cho quản lý rất là hợp lý hết các bạn. Tức là cái cây của mình là toàn bộ nó không bị ghẻ. Và hiện tại là ở trên lá vẫn còn cái thuốc bệnh nữa nè. Các bạn có thể thấy ha, xanh xanh đó. Cái đó là thằng mancozeb đó. Thì mình sẽ phun phủ để bảo vệ cái bộ lá. Giúp cho bộ lá của mình là nó sẽ sạch ghẻ. Cây này là nó đã chuyển sang giai đoạn lá lụa hết các bạn. Cái phần lá của mình nó đã nở đều rồi. À, các bạn có thể thấy ha, cái phần lá ở phía trên đó, nó đã nở đều rồi. Giờ nó đang chuyển sang giai đoạn lụa. Ở thời điểm mà cây nó chuyển sang giai đoạn lá lụa như thế này á, thì chúng ta cần lưu ý là đối với trên lá thì cũng bắt đầu cũng chuẩn bị bước sang mùa khô rồi. Thì cái côn trùng gây hại nhiều nhất đó là nhện đỏ. Giờ thời điểm mà cây nó đã chuyển sang lá lụa như này thì nhện đỏ nó tấn công sẽ rất là mạnh ha. Đó là đối với côn trùng thì mình chỉ phun phòng nhện đỏ thôi. Thì mình có chia sẻ ở một video là cách nhận biết và phòng trị nhện đỏ ấy, thì các bạn cần xem ha. Thì chúng ta sẽ phun phòng và trị hiệu quả. Còn đối ở dưới gốc thì chúng ta là đối với giai đoạn lá lụa như thế này nè. Thì giai đoạn lá đã nở đều ha, tức là phần lá của mình nó đã nở đều toàn bộ rồi và nó đã chuyển lụa rồi. Thì ở giai đoạn này á, các bạn là cần tiến hành là mình sẽ tưới thuốc bệnh một lần. Các bạn hãy tưới thuốc bệnh ở giai đoạn này hoặc là giai đoạn là lá là nó lụa lụa đen luôn đó, hoặc là sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là tưới là nâng pH đất, nâng pH đất. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng là về phân bón gốc á. Ở giai đoạn này thì các bạn sử dụng là cái dòng nó có thằng lân với kali cao. Thì mình cũng có chia sẻ ở một video là cái biện pháp mà giúp nở gốc cam sành ở giai đoạn lá lụa ha. Đó là những điều vấn đề mà các bạn cần lưu ý ở giai đoạn mà cây thời điểm mà đã chuyển lá lụa rồi. Tức là ở thời điểm mà cây nó đã chuyển lá lụa như thế này nè, thì cái thằng dinh dưỡng, thằng đạm á, thì cây nó cần rất là ít nha các bạn. Tức là chuyển lá lụa rồi thì cây nó cần đạm rất ít. Khi mà cái lá của mình nó đã già đó và nó chỉ chuẩn bị đi cây đọt mới á, thì cái thằng đạm cây nó mới cần nhiều. Ở giai đoạn này thì cây nó chỉ cần nhiều nhất là thằng lân với kali để giúp cho cái lá này nó màu già, lá này nó màu già. Đồng thời là kali là nó sẽ giúp cho thằng lân với kali nó sẽ giúp cho phát triển bộ rễ và cái nở gốc nha. Cho nên thằng đạm ở giai đoạn này cây nó cần rất là ít. Như vậy các bạn xài phân á, thì mình sẽ ưu tiên là mình xài những cái dòng phân mà có thằng lân với kali cao. Đây, ở giai đoạn này á, các bạn cần lưu ý là chúng ta sẽ vẫn còn phun bệnh ha. Tức là mình sẽ phun bệnh để bảo vệ, tiếp tục bảo vệ bộ lá, đồng thời là sẽ diệt những cái bệnh mà nó có sẵn á, trên cái lá già của mình á. Để cây sau mình lấy cái cây mới mà cây nó sẽ không bị bệnh. Tức là nó sạch ghẻ, nó sẽ hiệu quả hơn á. Về cái phần gốc, tức là phần rễ, ở thời điểm này á, thì cái phần rễ của mình nó đã già rồi. Đây các bạn coi đây ha, đó, phần rễ của mình nó đã chuyển già rồi ha. Đó, do vậy cái vấn đề mà ở giai đoạn này á, phần rễ chuyển già thì chúng ta có thể là tiến hành tưới thuốc bệnh rồi. Thì tưới thuốc bệnh thì các bạn có thể tưới từ giai đoạn mà lá lụa như thế này đến thời điểm mà lá nó đã lụa già rồi đó. Thì chúng ta sẽ tưới thuốc bệnh và tiến hành là một lần tưới nâng pH đất. Tức là sau một cây đọt đã qua nhiều lần tưới phân rồi thì cái pH của mình nó cũng có thay đổi á, nó sẽ giảm. Thì chúng ta sẽ tiến hành là nâng tưới nâng pH lên để giúp cho cái pH của mình nó ổn định lại á, giúp cho khả năng hút dinh dưỡng của cây nó sẽ cao hơn. Và đồng thời là bảo vệ cho sự phát triển tốt của bộ rễ á. Sau một cử cây đọt thì các bạn cần lưu ý ha, chúng ta sẽ tiến hành là kiểm tra rễ.
chúng ta sẽ moi phần rễ ra và tiến hành là kiểm tra bộ rễ như thế nào ha. Đây, đối với cái bộ rễ mà nó cái phần da của nó sáng đó. Nè, các bạn thấy ha. Cái phần da của nó sáng như vậy là một bộ rễ khỏe ha. Đó, thì kiểm tra. Đó, cái phần da nè. Da cái gì rễ của nó sáng thì bộ rễ của mình là chứng tỏ bộ rễ của mình khỏe. Còn nếu bộ rễ không khỏe thì mình sẽ tiến hành là xử lý. Tùy theo trường hợp là bộ rễ không khỏe do gì thì mình sẽ tiến hành xử lý. Thì nó có nhiều trường hợp như là bộ rễ không khỏe là do phèn, do nước hoặc là do nấm bệnh. Thì lúc đó là mình sẽ có cái biện pháp là xử lý là kịp thời. Nếu như các bạn đã phòng bệnh tốt ở các thời điểm trước á, thì cái thời điểm này là cái bệnh rễ của mình đã được quản lý kịp thời rồi ha. Và ở thời điểm mà lá nó đã lụa như vậy rồi nè, thì mình sẽ là bệnh rễ nó sẽ rất ít tấn công. Nhưng mà chúng ta vẫn tiến hành là phun thêm một cữ nữa. Tức là mình sẽ diệt những cái nấm bệnh còn ở trên lá để giúp cho bảo vệ cái bộ lá ở thời điểm là cơi tiếp theo. Đó, còn cái dòng thuốc ở thời điểm mà lá nó đã chuyển lụa như vậy thì mình có thể là sử dụng các dòng thuốc nhẹ thôi. Tại vì phần lá của mình nó đã cứng rồi đó thì cái khả năng tấn công của bệnh rễ thì nó rất là yếu. Cho nên là mình sử dụng các dòng thuốc nhẹ là được rồi. Đối với cái thời điểm mà cây đọt nó đã lụa như thế này nè thì thông thường là chắc khoảng 20 ngày nữa thôi thì nó sẽ có một số nhú một số đọt lai gai ở trong vườn ha. Đây, đối với cái biểu hiện này nè, cây này nè, các bạn thấy đây. Cái cây này là nó đã bị rễ rồi nè. Tức là ở bị rễ ở giai đoạn mà lá non thì nó sẽ biểu hiện ở giai đoạn lá già lụa như vậy thì cái phần bị rễ nó sẽ biểu hiện nặng lên. Và đối với trường hợp này là những cái lá này về sau nó sẽ rụng ha. Tức là ở thời điểm này là các bạn vẫn nên tiến hành là phun một lần bệnh rễ nữa để tiêu diệt những cái rễ mà nó còn sẵn ở trên lá đó. Giúp cho cái cây của mình nó sẽ khỏe hơn. À, vậy các bạn cần lưu ý ở thời điểm mà lá lụa già như thế này ha thì mình có thể là tiến hành là tưới thuốc bệnh để giúp bảo vệ bộ rễ. Thứ hai là các bạn sẽ tưới là xử lý phèn để giúp cho pH của mình ổn định lại, giúp cho cái bộ rễ của mình nó phát triển tốt. Cái thứ ba là các bạn cần tiến hành là tưới phân giúp cho cái gốc và cái rễ của mình nó phát triển khỏe. Vì trên lá thì các bạn cần phun rễ đồng thời là phun nhện để giúp bảo vệ cái bộ lá của mình. Và về thuốc rễ với thuốc trị nhện thì các bạn có thể là xài hai cái loại này chung với nhau ha. Tức là mình có thể cộng chung để tiến hành phun á. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.